Ngày 22 tháng 2, trên 32.000 học sinh trên địa bàn tỉnh bắt đầu đi học trở lại sau thời gian nghỉ Tết và nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn khi học sinh quay trở lại trường học, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các trường trên địa bàn tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo đồng bộ các biện pháp để phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo an toàn cho học sinh. Để đón học sinh trở lại, trường tiểu học Tân Thành, thành phố Ninh Bình đã huy động cán bộ, giáo viên, phụ huynh đến trường dọn dẹp, vệ sinh khử khuẩn, đảm bảo môi trường học tập an toàn. Tại mỗi lớp học đều chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn phục vụ học sinh. Việc thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch như hiện nay làm phụ huynh yên tâm hơn khi cho con đến trường. Nhà trường chúng tôi là chú trọng đến cái việc đeo khẩu trang sau khi học sinh trở lại lớp và nhắc các em học sinh là vệ sinh cá nhân cũng như là rửa tay thường xuyên. Nhìn chung là học sinh và cán bộ giáo viên là có ý thức chống dịch rất là tốt, thực hiện tốt các quy định của chính phủ cũng như là các quy định của ngành, của trường đề ra. Bên cạnh chỉ đạo về công tác chuyên môn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong tỉnh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế của Bộ Y tế trước khi vào lớp, đặc biệt 100% đeo khẩu trang khi đến trường, hạn chế tụ tập, tạm dừng chào cờ, chuẩn bị nước sát khuẩn, nước sạch rửa tay để ở nơi thuận tiện, vệ sinh trường học, lớp học sau khi hết giờ học. Những trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã nghỉ Tết Nguyên đán có đi đến hoặc trở về từ các địa bàn có dịch phải thực hiện khai báo y tế trung thực. Các trường học đã chuẩn bị, đảm bảo các tiêu chí cơ bản về an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Trước cái tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thì Ban giám hiệu trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng chúng tôi đã tiếp tục thực hiện triển khai các cái văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh cũng như là của ngành tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về cái việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện cái nghiêm túc và tích cực cái việc mà khai báo y tế, tăng cường các cái công tác vệ sinh môi trường, tuyên truyền cho các em học sinh về cái việc thực hiện giãn cách cũng như là thực hiện học tập một cách an toàn ở trường lớp. Việc nêu cao ý thức của học sinh trở lại trường, chấp hành đầy đủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sẽ góp phần tạo nên môi trường an toàn cho học sinh khi đến trường. Để phòng chống dịch COVID-19, em và cũng như các bạn khác thì thường xuyên rửa tay sát khuẩn, ăn chín uống sôi, tập thể dục, súc miệng họng thường xuyên và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K. Virus COVID-19 này nó lây hầu như là qua đường hô hấp và cái việc đeo khẩu trang là cái việc vô cùng cần thiết và bất cứ học sinh nào hay kể cả em cũng đều phải có ý thức để đeo khẩu trang. Cái thứ hai nữa là phải sát khuẩn tay, sát khuẩn khử khuẩn để và vệ sinh các cái bề mặt mà mình tiếp xúc. Thứ ba nữa là chính là phải giữ khoảng cách với lại người mà mình nói chuyện. Khi mà mình giữ khoảng cách như thế thì là virus sẽ không có cơ hội để xâm nhập vào cơ thể của mình. Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch bệnh đang được cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt, đặc biệt là những giải pháp phòng chống dịch trong các nhà trường. Chủ động thực hiện, không chủ quan là cơ sở quan trọng để ngành giáo dục của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, vừa hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ của năm học. Trái lạc tim mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể, vitamin C, beta-carotene và các hợp chất polyphenol giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa sự lão hóa. Được làm 100% từ những trái lạc tim chín mọng, mang lại sự tươi trẻ và tràn trề sức sống. Nước lạc tim đồng dao, ngọt ngào, quyến rũ.